Bùi Doãn Ca sốt cả một đêm, đều là Độ Gia tự mình chăm sóc túc trực bên giường bệnh không rời. Lúc Hoắc Thời Độ lấy tay định kiểm tra nhiệt độ cho Doãn Ca, cô nắm lấy tay anh, giọng yếu ớt gọi, anh trai. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông lọt vào tai cô. Không khỏe sao? Sau khi đổ mồ hôi sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa. Nhưng mà Hoắc Thời Độ cũng không biết, chính mình nói những lời này, Bùi Doãn Ca một chữ không nghe lọt tai, liền bị cô ôm cổ kéo lại gần. Hoắc Thời Độ theo quán tính lấy tay đỡ lấy mép giường, sợ đè đau cái này kẻ đầu têu này. Giọng anh trầm khàn lên tiếng, Doãn Doãn. Nam nhân còn chưa mở miệng nói gì thêm lại bị tiểu cô nương ôm hôn một cái. Anh toàn thân chấn động, bởi vì bất ngờ nên đứng hình mất mấy giây, lại nghe thấy Bùi Doãn Ca nói. Trong mơ cũng đều muốn em chủ động sao? Hôn rồi đó. Ai mà ngờ Bùi Doãn Ca bị bệnh mà lại mơ thấy mấy chuyện khó đỡ như vậy. Còn cười được. Hoắc Thời Độ không thể nhịn được bật cười, trong mơ. Đang sốt mà lá gan cũng lớn lắm. Em còn muốn làm gì nữa, nói xem nào. Nam nhân đột nhiên bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, nới lỏng cả vạt. Bùi Doãn Ca cảm thấy giấc mộng này có phải quá nguy hiểm hay không? Cô kéo chăn lên nhỏ giọng nói, em muốn ngủ. Nhưng mà Hoắc Thời Độ lại nâng người cô lên trước sự ngỡ ngàng của Bùi Doãn Ca. Hoắc Thời Độ cất tiếng nói trầm ấm pha chút bông đùa nhẹ nhàng. Trong mơ mà chỉ có hôn một chút thôi hà. Có phải là quá thiệt thòi không, Doãn Doãn? Không phải là mơ, sao anh ấy lại lộ liễu như vậy? Nam nhân cắn nhẹ vào cổ cô, tê tê dại dại, cảm giác cũng không đau. Thật đáng giận, hơi thở lại mập mờ để cho người ta hai gò má nóng lên. Sáng hôm sau, Bùi Doãn Ca tỉnh này cũng không hiểu tại sao mình ở trong phòng Hoắc Thời Độ. Lại mới cảm giác được, trên tay mình có đau một chút, giống như là vết kim tiêm truyền nước trên bàn tay. Lúc này Hoắc Thời Độ và một vị bác sĩ đi vào, tự nhiên trong đầu Bùi Doãn Ca hiện lên một đoạn ký ức. Đêm qua, nói đến đây, Doãn Ca nhớ đến giấc mơ bất thường hôm qua cả mặt đều đỏ bừng. Nam nhân vẻ mặt tự nhiên, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra nói. Đêm qua em vẫn sốt cao quá, anh đã mời bác sĩ tới để truyền nước cho em. Bác sĩ Khương đến đo nhiệt độ cho cô, Doãn Ca lại thăm dò hỏi anh, chỉ vậy thôi. Hoắc Thời Độ vô cùng hứng thú nói, chứ còn gì nữa. Em mơ thấy anh à, Bùi Doãn Ca sờ sờ nơi cổ thầm nghĩ, mơ thấy, lại còn rất ướt át. Độ Gia lại ung dung cười nói, Doãn Doãn, giấc mơ của con người phản ánh sở thích cá nhân ở một mức độ nào đó. Nghe đến lời này Bùi Doãn Ca cả người đều nóng lên, xấu hổ quay đi không dám nhìn anh khi nghĩ tới giấc mơ tối qua. Bác sĩ Khương bên cạnh cũng thấy một con người khác của Hoắc Thời Độ, Độ Gia cũng có lúc không phải là một con người mà. Sau khi bác sĩ Khương rời khỏi, Hoắc Thời Độ hỏi cô, Doãn Doãn, hai ngày nữa anh phải đến Ca Châu, em có muốn đi cùng không? Muốn, Bùi Doãn Ca trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là vừa nghĩ tới tối giấc mộng kia, liền lấy gương kiểm tra dấu vết trên cổ. Không có dấu vết, sao mình lại làm chuyện này trong mơ vậy trời? Hôm sau, Bùi Doãn Ca đến học viện máy tính AM gặp Trung Thịnh Lâm. Ông đưa cho cô một lọ thuốc vừa được thử nghiệm, trước mắt mà nói loại thuốc này là phù hợp với cô nhất. Cảm ơn Trung lão, Trung Thịnh Lâm một bên uống nước, một bên nhịn không được nói thầm trong lòng. Cảm ơn ta làm gì, nếu không phải vị Hoắc gia thì ai sẽ mời Lạc Tự. Đúng rồi, ngày mốt con sẽ đi Ca cho một chuyến. Độ Gia đến Ca Châu có việc, con đi chung với ảnh. Trung lão thấy nhẹ trong lòng, Nam Hy nói ở Ca Châu có người theo dõi Ca Nhi. Nếu có Hoắc Thời Độ nữa thì đi Ca Châu chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hai ngày sau, vừa tới Ca Châu, trợ lý Tằng đã không quên dặn dò Bùi Doãn Ca. Vực này thường đông đúc vào ban đêm và không có an ninh nội địa, cô đi ra ngoài nhất định phải dẫn theo vệ sĩ. Mới về tới khách sạn, hai người đã nghe thấy tiếng của một nam nhân bên trong. Hoắc Thời Độ bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà một người con gái như vậy, cũng đáng để anh ta để bụng đến vậy sao? Đưa đến trang viên thật đó hả? Để tôi coi người mà anh ta dẫn theo bên cạnh là tiên nữ nào ở trên trời đây. Người này là Lạc Tự, trình độ y học rất giỏi, là người Độ Gia đặc biệt nhờ và nghiên cứu chế tạo thuốc cho Bùi Doãn Ca. Vừa thấy Tằng Húc đi cùng cô gái này, anh đã đoán biết đó là yêu nữ dụ dỗ Độ Gia. Anh ta lên tiếng hỏi, cô chính là cô gái bên cạnh hết Thời Độ. Doãn Ca thấy người đến có thái độ không thiện chí liền tìm cách cáo lui. Tăng trợ lý, tôi muốn ngủ trưa, tiễn khách. Bác sĩ Lạc, Độ Gia đi xử lý chút chuyện tối mới về. Hay là anh đi về trước đi, cô Mùi đúng là có thói quen ngủ trưa. Cô ấy ngủ trưa thì cứ ngủ, tôi ngồi đây không được sao? Hai ngày trước cô vừa bị bệnh, muốn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng. Bệnh gì? Sốt. Bao nhiêu năm học y lần đầu tiên Lạc Tư mới biết hạ sốt mà, cũng cần phải tỉnh dưỡng đó hen. Anh ta muốn nhân cơ hội này điều tra tư liệu về yêu nữ kia, đầu tiên là hỏi về việc học hành. Tằng trợ lý vừa nói, cô Mùi hiện tại không đi học nữa. Lúc đầu anh ta tưởng rằng cô ta là một học bá, nhưng lại nghe Tằng trợ lý nói không phải, mà là tạm thời nghỉ học. Cô ấy còn uy hiếp bắt tôi làm bài tập giúp nữa. Nghe Tằng trợ lý nói vậy,
Lạc Tư lại nói, loại người này cậu cảm thấy xứng đôi với Hoắc Thời Độ không? Độ gia cảm thấy xứng đôi thì sẽ xứng đôi thôi. Lạc Tư nghe được thông tin này, cực kỳ vui thích điện thoại cho Độ gia mắc bốn về cô gái kia. Người bên cạnh cậu đã tạm nghỉ học rồi, mà bắt trợ lý làm giúp bài tập nữa. Hoắc Thời Độ nghe vậy cũng không có chút nổi giận nào, liền hỏi vậy Tằng Húc làm xong chưa? Không còn việc gì nữa thì cúp máy, hai ngày nữa cổ sẽ đến phòng làm việc của cậu để làm kiểm tra. Tôi hy vọng cậu có thể lấy cái trình độ tốt nhất của mình ra, đừng để xảy ra sự cố. Nói xong liền cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Lạc Tự. Tên lạnh lùng chết tiệt này, sao hôm nay lại sủng cô gái kia đến vậy? Trung lão điện thoại nói cho Bùi Doãn Ca biết, ở Ca Châu sẽ có một chương trình diễn thuyết giao phó sở trưởng viện máy tính Vạn Xuất Giãn vào ngày mai, bảo cô hãy đến tham dự. Lạc Tự không khuyên được Hoắc Thời Độ, như người thất trận trở về. Vừa về thì nhân viên đã nói với anh một tin vui. Lão đại, trên diễn đàn có nói trận tái đấu của cuộc thi máy tính quốc tế. Lần này rất có thể sẽ được tổ chức ở Ca Châu. Thành viên dưới 35 tuổi của viện AM ngoại trừ Tư Thừa Ngôn chẳng phải là YG mà ngài đã ngưỡng mộ từ lâu sao? Nghe tới YG sắp đến Ca Châu, đôi mắt Lạc Tự phát sáng như ánh sao, vô cùng vui vẻ.